chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban à, trong video ngày hôm trước Ngọc Gia Ban đã chia sẻ cho các bạn cái uh, quá trình uh, vận hành cũng như là giao hàng và lắp đặt những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản tại vùng đất cảng đó chính là tỉnh Hải Phòng à, nói về tỉnh Hải Phòng thì đây là một trong những vùng đất khá là nhiều mặt hàng đa dạng trong đó có ghế massage nội địa Nhật Bản và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các cái cơ sở uh, họ bày bán cũng như là về chăm sóc dịch vụ những cái sản phẩm này nhưng uh, ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban tiếp tục mang hai chiếc ghế AS1100 và AS680 sang cho chị Yến Và chị Yến là một khách hàng uh, như trong clip trước Ngọc Gia Ban cũng đã có chia sẻ cho các bạn Thì chị Yến là chị gái của anh Lâm Mà anh Lâm lại là một trong những khách hàng khá là thân quen uh, sử dụng về sản phẩm cũng như là dịch vụ của Ngọc Gia Ban Qua rất nhiều năm nay uh, anh sử dụng từ phiên bản AS1100 rồi sau đó anh đã chuyển sang phiên bản FMC2020 và trong clip ngày hôm trước thì ngọc Gia Ban có uh, giới thiệu cho các bạn về uh, cái việc lắp đặt cho chị uh, yến chiếc epma 74 và trong cái quá trình mà chị sử dụng 2 tuần thì chị cảm thấy về cái chiếc ghế lực massage cũng như là về các tính năng của chiếc ghế và bài đánh nó rất là phù hợp nhưng bên cạnh đó nó lại có một điểm thiếu sót đó chính là về chiếc ghế thì cái form dáng của của nó lại rất là to cũng như là người của chị thì lại có cái chiều cao cũng như là về cái cân nặng lại khiêm tốn hơn. Vì vậy chị muốn Ngọc sapa lựa chọn cho chị ở cái phiên bản làm sao nó nhỏ gọn, vẫn đầy đủ tính năng với cái mức giá vẫn như vậy. Bên cạnh đó thì nó lại được có một cái form dáng vừa vặn với chị hơn cũng như là cả đại gia đình chị sử dụng. Và trong quá trình tư vấn thì Ngọc Gia Ban cũng đã quyết định lựa chọn cho chị hai cái mẫu ghế, đó chính là phiên bản AS680 phiên bản dành cho những người có chiều cao khiêm tốn cũng như là đây là một trong những phiên bản mini của dòng ghế nội địa Nhật Bản. Và Ngọc Japan mang thêm cho chị phiên bản với đầy đủ các tính năng, có thêm con lăn bàn ở lòng bàn chân cũng như là sưởi hồng ngoại. Đó chính là chiếc IS 1100 phiên bản màu kem mà trong clip ngày hôm trước Ngọc Japan cũng đã có giới thiệu cho các bạn ở trên kênh rồi. Và ngày hôm nay thì chị Yến cũng khá là rảnh, vì vậy là chị muốn là được nhận cũng như là trải nghiệm ghế luôn để chị có được cái mẫu ghế nó phù hợp cũng như là chị một người rất là thường xuyên đau mỏi, vì vậy là chị muốn ngoài không chỉ massage là toàn thân mà về cái lực của nó cũng được chuyên sâu để phù hợp với cái độ đau nhức cũng như là mỏi vai gáy của chị. Và lúc này thì nhân viên của Ngọc Japan đã bóc xong ra hai chiếc ghế để có thể là cho chị cũng như là cháu để trải nghiệm. À, bởi vì là những chiếc ghế này thì cả gia đình chị sử dụng và à, sau khi mà chia sẻ cũng như là tâm sự với chị Yến thì chị cảm thấy là sản phẩm cũng như là dịch vụ của Ngọc Gia ban đúng như những gì đã hứa hẹn từ chế độ bảo hành cũng như là chế độ chăm sóc bên cạnh đó đó chính là cái chế độ một đổi một trong vòng một tháng mà không mất bất kỳ chi phí gì và cuối cùng chị đã quyết định lựa chọn chiếc is 1100 lời cuối cùng trong video Ngọc Gia ban Kính chúc chị cũng như là đại gia đình có một sức khỏe tốt cảm ơn chị rất nhiều